Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở thực hành toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài ôn tập. Bài số 1, đặc tính đầu tính. 531 ta cộng cho là 206. Một cộng sáu bằng bảy, ba cộng không là bằng ba, năm cộng hai là bằng bảy. 867 ta trừ cho 30, 15. 7 trừ 5 là còn 2, 6 trừ 3 là bằng 3, 8 hạ xuống. 26 mà ta cộng với lại 58. 6 cộng 8 14, viết 4 ta nhớ 1. 527 với 1 là bằng 8. 83 mà ta trừ cho 40, 16. 3 ta trừ 6 được ta lấy 13. 13 mà ta trừ cho 6 là còn là 7. 7 trả 1, 4 và 1, 5, 8 trừ 5 là bằng 3. Chúng ta qua bài số 2, tìm y. Đây là số bị chia, đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương, ta nhân với lại số chia. Y là bằng là 10, 16. Bài này đây là một cái tích, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết. Y là bằng là 10 ta chia cho 5 là bằng là 2. Đây là dấu trừ. Dấu trừ đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ, ta trừ đi hiệu. Y bằng là 20, 24. Chúng ta qua bài số 3. Đúng thì D, sai thì gạch vào trống. Chu vi hình tam giác ABC là. Như vậy trong này chúng ta sẽ có là 14, 18, 25. Chúng ta sẽ cộng 3 số này lại. Rồi chúng ta sẽ cộng nè. 14 ta cộng cho 18, ta cộng cho 25 bằng 12, 4 ta cộng cho 8, 12, 2 với 5 là 17. Viết 7 ta như 1. 2, 3, 4, 1 nhớ nữa là 5, 57. 57 như vậy là cái này là đúng nè. 47 là sai nè. Chúng ta qua bài số 4. Có 10 quyển vở được xếp đều vào hai ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu có mấy quyển vở. Như lấy 10 ta chia cho hai ngăn. Được. Số quyển vở mỗi ngăn có là. Ta lấy 10 ta chia cho 2 là bằng 5 quyển vở. Đáp số 5 quyển vở. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, tài liệu, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy có cái phần mô tả không? Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm nhé. Chúc các em học tốt.